Vâng, vấn đề đối với điều trị ung thư phổi ấy, nói chung là có rất là nhiều phương pháp điều trị, nó phụ thuộc vào các cái giai đoạn của bệnh. Nếu giai đoạn sớm, ví dụ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3A, sức khỏe tốt thì người ta có thể phẫu thuật, xong rồi mới điều trị bằng cái phương pháp củng cố. Nhưng giai đoạn nó tiến triển hơn, ví dụ giai đoạn 3B hoặc là giai đoạn 3A mà không còn mổ được nữa thì vấn đề điều trị hóa xạ người ta đặt ra rất nhiều, mà đặc biệt là cái phương pháp chuẩn hiện nay là hóa xạ đồng thời và một số có đột biến gen ấy, thì người ta áp dụng một thuốc điều trị đích ấy, thì người ta làm tăng cường hiệu quả lên. Thế thì hóa xạ đồng thời được hiểu như thế nào? Thì hóa xạ là một trong hay là hai cái phương pháp mà phối hợp với nhau để trong điều trị ung thư phổi. Với hóa xạ đồng thời có nghĩa rằng là hai cái phương pháp điều trị đồng thời trong một ngày điều trị, hóa chất điều trị hôm nào thì xạ điều trị hôm đó. Lý do tại sao đưa ra cái đó thì về vấn đề là hóa chất thì làm tăng hiệu quả của xạ trị, ngược lại xạ trị là tăng làm tăng cái hiệu quả chất, đồng thời như thế thì tăng hiệu quả điều trị của bệnh. Thế thì phác đồ điều trị hóa xạ đồng thời có nhiều cái phác đồ kết hợp với nhau, ví dụ như phác đồ điều trị theo 21 ngày hoặc điều trị theo tuần, thì cái đó tùy thường theo những cái bệnh lý trong cái nhóm mô bệnh học mà ta đưa ra cái phác đồ điều trị nó đảm bảo trong vấn đề đó. Thế thì thời gian điều trị như thế thì vừa hóa xạ đồng thời như thế thì rút ngắn được thời gian điều trị cho người bệnh hơn cho phác đồ điều trị theo tuần tự. Tuần tự có nghĩa rằng là điều trị hóa chất xong xong rồi chuyển sang tia xạ, rồi hóa chất đi tia xạ, thì ngược lại cái phác đồ hóa xạ đồng thời thì đem lại hiệu quả là cho bệnh nhân là ngắn ngày điều trị hơn và giảm bớt thời gian nằm viện, và cũng tái hòa nhập cộng đồng nó còn nhanh hơn trong vấn đề đó. Đấy là cái vấn đề điều trị như thế. Ngoài ra cái vấn đề hóa xạ đồng thời ấy, người ta còn kết hợp với các phương pháp khác nữa, ví dụ thuốc điều trị đích. Thì đây là những cái thuốc mà trong những năm gần đây thì người ta nghiên cứu rất là nhiều, có từ thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, và đến nay các cái thuốc miễn dịch cũng đã được tăng cường trong vấn đề điều trị. Xin cảm ơn các bạn.